Em xin cảm ơn sự giới thiệu của phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thanh Hồi. Thì kính thưa xin hội, kính thưa các quý thầy cô, các anh chị và các bạn đồng nghiệp. Thì sau đây em cũng xin phép được trình bày một số những kiến thức của mình với tiêu đề của bài báo cáo hôm nay, đấy là cập nhật điều trị cho bệnh nhân đái tháo đường tiếp 2. Và em lại đây nhấn mạnh vào cái vai trò của thuốc ức chế azelaicin. Thì cái phần báo cáo thì nội dung của báo cáo gồm 4 phần. Thứ nhất là cái gánh nặng về chứng tim và thận của bệnh nhân đái tháo đường, cũng như là cái vai trò của chế azelaicin trong vấn đề về bảo vệ tim thận cho người bệnh đái tháo đường tiếp 2 hiện nay như thế nào. Và chúng ta sẽ cập nhật các cái khuyến cáo điều trị hiện nay và những cái thay đổi về trong vấn đề về tiếp cận cho điều trị cho bệnh nhân đái tháo đường. Và thì đầu tiên chúng ta sẽ đi vào cái nội dung thứ nhất. Thì như các thầy cô các anh chị đã biết, hiện nay thì đái tháo đường đang có cái sự gia tăng cái tỷ lệ mắc trên toàn cầu. Theo IDF năm 2019 thì chúng ta có khoảng 463 triệu người trong cái độ tuổi từ 20 đến 79 mắc đái tháo đường. Và người ta dự tính rằng là gì? Đến năm 2045 thì con số sẽ là lên 700 triệu người. Và như chúng ta đã biết rồi thì đái tháo đường làm gia tăng nguy cơ các cái biến cố tim mạch, đặc biệt là biến cố tim mạch do sơ vữa và người bệnh đái tháo đường. Qua cái phân tích tổng hợp khoảng 122 thử nghiệm lâm sàng thì người ta thấy rằng là gì? Đái tháo đường nó làm gia tăng nguy cơ mắc các biến cố, ví dụ bệnh người mạch vành, rồi là các cái dạng đột quỵ ở gấp khoảng 2 lần. Cũng như vậy thì người ta thấy rằng là gì? Khoảng 55% bệnh nhân đái tháo đường tiêu 2, đái tháo đường nói chung sẽ tử vong do các cái nguyên nhân về bệnh lý tim mạch. Như vậy bên cạnh các cái biến cố tim mạch có sơ vữa thì có một cái vấn đề mà ngày càng vấn đề bệnh lý tim mạch mà càng ngày người ta càng quan tâm hơn, đây là vấn đề về suy tim. Chúng ta thấy rằng là thực ra suy tim này nó khá thường gặp ở người bệnh đái tháo đường. Đây là một cái dữ liệu nghiên cứu ở Mỹ vào năm 2018 đăng trên tạp chí Diabetes Care năm 2018, khi người ta đánh giá về những nguyên nhân tim mạch làm cho bệnh nhân phải nhập viện, làm bệnh nhân đái tháo đường phải nhập viện là cả nam và nữ. Thì người ta thấy rằng là những cái nguyên nhân hàng đầu ở đây thì là vấn đề về suy tim, sau đó mới là suy nguy cấp, rồi các cái vấn đề về đột quỵ như là do thiếu máu cục bộ, do xuất huyết và rối loạn nhịp. Vâng, như vậy rõ ràng là những suy tim khá thường gặp, thì không phải là nó ít như chúng ta nghĩ. Và năm 2018 thì Hiệp hội Đái tháo đường Mỹ đã đưa ra cái hướng dẫn là gì? Coi suy tim không là một trong những các yếu tố, hay một trong các cái biến cố mà tim mạch chính làm gia tăng cái nguy cơ tử vong cho người bệnh đái tháo đường. Và bên cạnh các cái biến cố về tim mạch thì biến chứng thận cũng là một trong những cái biến chứng khá là gặp thường xuyên. Người ta thấy rằng là thì khoảng 50% bệnh nhân đái tháo đường tiếp 2 bị một bệnh thận mạng, bao gồm có thể là bệnh nhân mà không có đạm việc nhưng mà có giảm chức năng thận, hoặc là những bệnh nhân mà có cả giảm chức năng thận, có cả đạm việc theo. Và đây là giữa các cái dữ liệu nghiên cứu người ta thấy rằng là gì, là cái người bệnh đái tháo đường thường sẽ tử vong có ba cái vấn đề chính mà nó hay đe dọa tính mạng của người bệnh. Đó là thứ nhất là cái vấn đề bệnh lý tim mạch do sơ vữa, rồi là các cái vấn đề về suy tim, cũng như là về bệnh thận mãn tính. Nó chính vì vậy như vậy thì người ta đã thấy rằng là gì, nó cần các cái thuốc hạ đường huyết hiện nay, các cái thuốc điều trị đái tháo đường cho bệnh nhân, nó cần phải chứng minh được tính an toàn trên tim mạch, hoặc là nếu tốt hơn nữa là có thể có lợi trong vấn đề về bảo vệ tim mạch cũng như bảo vệ thận cho người bệnh đái tháo đường là như vậy. Thế thì nếu chúng ta nhìn lại về lịch sử các biến cố bất lợi của các thuốc hạ đường huyết trên vấn đề về tim mạch người bệnh đái tháo đường, thì chúng ta nên thấy như thế này. Năm 1961 chúng ta đã phải ngừng cái tobutamide do vấn đề làm gia tăng những nguy cơ tử vong tim mạch, là cái thuốc SU thế hệ cũ. Từ năm 2007 thì người ta thấy rằng là rosiglitazone nó làm gia tăng liên quan đến cái nguy cơ bị nhồi máu cơ tim, tử vong liên quan đến tim mạch. Và cũng từ đó thì năm FDA năm 2008 cũng như là EMA năm 2012 đã đưa ra cái yêu cầu là gì, là các cái thuốc điều trị đái tháo đường mới cần phải chứng minh tính an toàn trên tim mạch bằng các cái phân tích cổ, thì là bằng các cái thử nghiệm nào đánh giá về biến cố tim mạch. Và từ đó cho đến nay thì là chúng ta đã có khá nhiều các cái thử nghiệm, bao gồm các cái thử nghiệm trên tim mạch của các thuốc chế DD4, đều là các cái thuốc đồng vật GLP-1 và các thuốc ức chế azelaicin. Và một cái điều rất là may mắn là gì, là những cái thuốc từ các cái thử nghiệm tim mạch đó, chúng ta đã tìm ra một số các cái thuốc không những mà cho thấy được cái hiệu quả về trong vấn đề đầu tiên là an toàn trên tim mạch, nhưng cái vấn đề nữa là gì, nó cho thấy được cái bắt đầu cho cái lợi ích trong vấn đề về bảo vệ các cái ngăn ngừa các biến cố tim mạch cũng như bảo vệ thận cho người bệnh đái tháo đường. Thì ở đây thì hôm nay sẽ tập trung nhiều về cái thuốc chế azelaicin. Thì
Đây, và ở đây xin được đưa ra các cái thử nghiệm tim mạch của thuốc chế NO2. Ở đây có ba cái thử nghiệm chính, đó là Epoch Outcome đối với Epaminoxin, Canvas đối với Canagrozin và Declan đối với Dapagrozin. Thì ở các cái tiêu chí chính ở đây thì nó có cái sự khác biệt. Ví dụ như là trong thử nghiệm Epoch Outcome đó thì là Epaminoxin nó làm giảm cái biến cố tim mạch chính, bao gồm có nhồi máu cơ tim, không tử vong, đột quỵ tử vong cũng như tỷ lệ tử vong do tim mạch. Rồi là Canvas thì nó cũng làm giảm biến cố tim mạch chính, nhưng mà trong cái Declan thì là cái biến cố tim mạch chính ở đây thì nó lại làm giảm cái tỷ lệ tử vong tim mạch cũng như là và gọi là nhập viện do suy tim. Và ba cái thuốc này người ta thấy có một cái điểm đấy là gì chung, đấy là nó làm giảm cái nguy cơ nhập viện do suy tim. Tuy nhiên khi mà cái phân tích và cái dân số nghiên cứu của các cái dữ liệu nghiên cứu này thì nó có một sự khác biệt. Ví dụ như trong thử nghiệm Epoch Outcome, hầu hết ở đây là bệnh nhân trong nghiên cứu này đã có những cái bệnh lý về tim mạch. Ví dụ như các bệnh nhân này, ví dụ như là đã có tiền sử là nhồi máu cơ tim, hoặc là có bệnh động mạch ngoại biên, hoặc là có tiền sử đột quỵ, hoặc là những bệnh nhân mà có bệnh động mạch quanh, tức là có khoảng từ 2% trở lên, kẹp trên 50%, hoặc là những bệnh nhân mà có động mạch vành. Đây là cái nhóm nghiên cứu của bệnh nhân tương đối có bệnh tim mạch nặng. Trong khi đó đối với cái kết quả của nghiên cứu Declare thì chúng ta thấy rằng là gì, nó có khoảng 60% bệnh nhân mà có đa yếu tố nguy cơ trong, và chỉ có khoảng 40% bệnh nhân là có bệnh tim mạch. Các cái bệnh nhân đa yếu tố nguy cơ trong cái dữ liệu nghiên cứu Declare phần lớn là những bệnh nhân đai tháo đường tuổi trên 55, hoặc là rồi là có thêm yếu tố nguy cơ tim mạch, ví dụ như có tăng huyết áp, hoặc là có rối loạn lipid máu, hoặc là có thuốc lá. Tức là những cái bệnh, nhưng mà những bệnh nhân này có các yếu tố nguy cơ tim mạch mà chúng ta thấy là khá hay gặp trong cái thể lâm sàng điều trị của chúng ta cho bệnh nhân đái tháo đường của chúng ta. Và khi mà đánh giá về chức năng thận đó thì là nhìn chung thì người ta thấy rằng là gì, là cái dữ liệu trong cái bệnh nhân mà tham gia cái nghiên cứu Declare thì cái chức năng thận nó tốt hơn nhiều so với ở cái nhóm bệnh nhân vừa nghiên cứu Canvas và nghiên cứu Epoch, và do đó mà nó ảnh hưởng đến các cái dữ liệu lâm sàng sau. Thì đầu tiên chúng ta đánh giá về cái dữ liệu kết quả của nghiên cứu Declare thì người ta thấy rằng là gì, là trên cái bệnh nhân mà không những là có đầy đủ nguy cơ tim mạch, hai bệnh nhân mà có bệnh tim mạch sơ vữa thì dapagliflozin tức là một cái thuốc chế NO2 nó làm giảm được các cái vấn đề về nhập viện do suy tim là khoảng 27%, hoặc là nó làm giảm hơn về các cái outcome về thận là khoảng 47%, cũng như là các cái biến cố tim mạch thận nói chung là giảm khoảng 24%. Và khi mà người ta phân tích thì các cái nhóm phân nhóm khác nhau, tức là cái phân nhóm ở đây để bao gồm những bệnh nhân mà đã có bệnh lý tim mạch có sơ vữa, hoặc là những bệnh nhân đơn thuần chỉ là có cái yếu tố nguy cơ tim mạch, thì khi người ta đánh giá về cái tiêu chí nhập viện do suy tim thì là dù là bệnh nhân mà đã có bệnh tim mạch hay là bệnh nhân không có hoặc là bệnh nhân đơn thuần chỉ có các yếu tố nguy cơ tim mạch thì nó đều cho cái tính đồng nhất trong vấn đề về làm và giảm nguy cơ nhập viện do suy tim. Và ngược lại khi mà đánh giá và thêm nữa đánh giá thêm trên những cái đối tượng bệnh nhân mà có hay không có suy tim ở trong cái dữ liệu nghiên cứu Declare thì người ta thấy rằng là gì, là cái thuốc là dapagliflozin nó cũng làm giảm cái nguy cơ nhập viện do suy tim. Có một cái điểm mà chúng ta lưu ý ở đây là trong cái dữ liệu nghiên cứu Declare thì có đến 90% bệnh nhân này là chưa có tiền sử suy tim lúc ban đầu, nhưng người ta thấy rằng là gì, là cái hiệu quả giảm cũng như giảm nhập viện do suy tim nó cũng có ở những người xuất hiện ở cái nhóm bệnh nhân chưa có tiền sử suy tim. Điều đó cho thấy rằng là gì, có thể là nhóm thuốc này nó bên cạnh cái vấn đề về làm giảm các biến cố tim mạch chính, nó cũng cho thấy được cái hiệu quả này là dự phòng nguy cơ nhập viện do suy tim ở những cái bệnh nhân mà ở những cái đối tượng bệnh nhân mà chưa có tiền sử bị suy tim. Và khi mà đánh giá thêm các cái thử nghiệm khác đối với trong Epoch hoặc là đối với Canvas thì người ta cũng thấy được một cái hiệu quả, một cái dữ liệu tương ứng, đấy là gì, đấy là vấn đề làm giảm nguy cơ nhập viện do suy tim ở những cái bệnh nhân mà có hay không có suy tim lúc ban đầu, hay có hay không có bệnh tim mạch lúc ban đầu. Đấy là trên cái bệnh như vậy, rõ ràng là gì, nếu mà chúng ta từ các cái thử nghiệm tim mạch chúng ta thấy rằng là gì, là phần lớn bệnh nhân chưa có tiền sử suy tim, và những cái thuốc chế NO2 này nó làm giảm cái nguy cơ nhập viện do suy tim ở những bệnh nhân có hay không có suy tim lúc ban đầu, tức là có thể nó mang cái tính chất dự phòng trong vấn đề về làm giảm nguy cơ nhập viện do suy tim ở những cái bệnh nhân mà còn chưa có tiền sử suy tim. Thế thì khi trên những bệnh nhân mà đã có suy tim rồi thì cái hiệu quả của thuốc này nó như thế nào, thì đây là một cái phân tích gồm bao gồm có hai cái dữ liệu nghiên cứu chính, đấy là nghiên cứu Emerald Reduce là đối với Epaminoxin và nghiên cứu DAPA-HS đối với Dapagliflozin. Thì những cái nghiên cứu này họ tiến hành trên những bệnh nhân mà đã có suy tim nhưng mà có phân số tổ máu giảm, và người ta cũng đánh và những bệnh nhân này có hay không có hoặc không có cả đái tháo đường nhưng có suy tim và có phân số tổ máu giảm. Thì người ta thấy rằng là gì, khi chúng ta phân tích gộp cả hai cái dữ liệu nghiên cứu này, người ta thấy rằng là gì, các cái thuốc chế NO2 nói chung này nó làm giảm cái tỷ lệ nhập viện do suy tim hay là cái tỷ lệ tử vong tim mạch ở những cái bệnh nhân mà có suy tim dựa trên các cái dữ liệu nghiên cứu. Hoặc ngoài ra khi mà người ta đánh giá thêm
chút về cái vấn đề về giảm là về tỷ lệ tử vong, tức là giảm tỷ lệ tử vong chung, tỷ lệ tử vong tim mạch, thì người ta cũng thấy rằng là cái hiệu quả nó cũng là giảm, cũng cải thiện và giảm cái nguy cơ tử vong trên cái đối tượng mà bệnh nhân có suy tim. Và đánh giá trên các cái phân phân nhóm, tức là ở bệnh nhân có đái tháo đường hay không có đái tháo đường, thì nó cũng cho thấy hiệu quả là giảm cái nguy cơ tim mạch dù ở bệnh nhân có đái tháo đường hay không có đái tháo đường. Như vậy rõ ràng là gì, là các cái thuốc chế ACLU nó không những là dự phòng về vấn đề về cái nguy cơ nhập viện do suy tim ở bệnh nhân đái tháo đường, mà cái nữa là gì, nó còn thậm chí nó còn hiệu quả trong vấn đề về làm giảm cái nguy cơ nhập viện suy tim ở những cái bệnh nhân mà đã bị suy tim rồi, đúng không ạ? Hoặc là nó cũng cải thiện được tỷ lệ tử vong tim mạch, cải thiện được cái tỷ lệ tử vong chung ở cái nhóm bệnh nhân mà đã có suy tim, và đặc biệt là trên cái nhóm ngay cả nhóm bệnh nhân suy tim nhưng không có đái tháo đường, nó cũng cho thấy được cái hiệu quả như vậy. Với vấn đề về bệnh thận mạng thì sao? Nếu chúng ta nhìn lại về cái lịch sử đó thì người ta thấy rằng là trong 25 năm qua với cái sự tiến bộ khoa học kỹ thuật, người ta chúng ta đã cải thiện rất nhiều, đem lại cái lợi ích rất nhiều trong vấn đề làm giảm các cái biến cố tim mạch ở những cái nhóm bệnh nhân mà có ví dụ là nhóm bệnh nhân mà có các biến cố tim mạch sơ vữa, ví dụ như là nhồi máu cơ tim cấp hay là đột quỵ hay là tỷ lệ cắt thụt. Tuy nhiên người ta thấy rằng là gì, là cái bệnh thận mạng tính giai đoạn cuối trong 25 năm qua chúng ta không thay đổi nhiều, không làm giảm được cái sự nguy cơ cái tỷ lệ mà bệnh nhân tiến triển cái bệnh thận giai đoạn cuối. Nếu chúng ta nhìn lại về các cái phương pháp điều trị cho bệnh thận mãn tính đái tháo đường đó, thì ví dụ như là chúng ta đầu tiên là chúng ta thay đổi lối sống này, chúng ta kiểm soát tốt huyết áp, chúng ta đưa huyết áp xuống dưới 130/80, rồi bằng các cái liệu pháp mà điều trị giảm lipid máu, rồi là kiểm soát tốt đường huyết HbA1c dưới 7%, hoặc là chúng ta sử dụng các cái thuốc chuyên men chuyển trên thuốc thể như chỉ định, thì chúng ta thấy rằng là gì, với những cái liệu pháp này đó thì hàng năm vẫn có khoảng 30% bệnh nhân đái tháo đường tiếp 2 tiếp tục tiến triển bệnh. Như vậy đó là gì, chúng ta cần phải có những cái liệu pháp mới để nó cải thiện, nó làm giảm hơn nữa cái tỷ lệ bệnh nhân tiếp tục tiến triển đến bệnh thận mãn tính đái tháo đường như vậy. Và khi với các cái thử nghiệm tim mạch của các thuốc chế ACLU, thì khi một cái tiêu chí thận ở đây, tiêu chí nó không phải tiêu chí chính, nhưng mà qua đó người ta thấy rằng là gì, nó cũng làm các cái thuốc chế ACLU này nó cũng làm giảm cái biến cố thận ở trên các cái phân nhóm là dù bệnh nhân có bệnh tim mạch hay sơ vữa hay là bệnh nhân có hai yếu tố nguy cơ, ví dụ như là đối với trong các dữ liệu nghiên cứu như creatinine hay là dữ liệu canvas. Ở đây chúng ta thấy rằng là gì, các cái tiêu chí gộp thận chính ở đây bao gồm có sự suy giảm chức năng thận này, rồi là bệnh thận giai đoạn cuối hay là tỷ lệ tử vong của bệnh thận, nó cho thấy rằng là gì, dù bệnh nhân có bệnh tim mạch hay sơ vữa hay bệnh nhân đơn thuần chỉ có các yếu tố nguy cơ tim mạch, nhưng từ các cái dữ liệu nó cho thấy rằng là các cái thuốc chế ACLU nó cũng làm giảm các cái biến cố về thận là như vậy. Và để mà đánh giá và để đánh giá kỹ hơn về các lợi trên thận đó, thì là người ta đã có một cái dữ liệu nghiên cứu mới, đấy là cái dữ liệu nghiên cứu về cái dữ liệu mà người ta cái tiêu chí chính để đánh giá đây lấy là cái lý này, cái tiêu chí về thận, đúng không? Thì ở đây cái dữ liệu nghiên cứu này thì bao gồm có khoảng 4.400 bệnh nhân đái tháo đường tiếp 2 và bệnh nhân đã qua albumin niệu. Ở đây chúng ta thấy rằng là cái mức độ của thận của bệnh nhân nó khá thấp, khoảng 56 ml/phút, đúng không? Và đã có albumin niệu. Đấy, sau đó đặc biệt là có 30% bệnh nhân là có mức độ thận khoảng từ 30-45. Thì người ta thấy rằng là gì, khi mà sử dụng canagliflozin ở cái nhóm bệnh nhân sử dụng canagliflozin thì nó cũng làm giảm 30% cái tiêu chí gộp chính ở đây, bao gồm có thì đấy là mức độ tức là creatinine tăng gấp đôi, rồi là bệnh thận mãn tính giai đoạn cuối hay tỷ lệ tử vong do bệnh thận hay là tỷ lệ tử vong do tim mạch. Và khi người ta tách riêng ra chỉ gồm các tiêu chí về thận không, thì người ta cũng thấy rằng nó làm giảm khoảng 34% cái ở những cái giảm 34% cái tiêu chí gộp thận, bao gồm có creatinine của bệnh nhân tăng gấp đôi, bệnh thận mãn tính giai đoạn cuối hay là tỷ lệ tử vong do nguyên nhân về thận. Như vậy rõ ràng là gì, thuốc này nó cũng có, khi mà người ta đánh giá trên, người ta sử dụng các cái nghiên cứu chuyên biệt chuyên sâu về thận, đánh giá trên bệnh nhân mà đã có bệnh tim thận cũng cho thấy được cái hiệu quả trong vấn đề về bảo vệ thận cho người đã bị bệnh đái tháo đường. Chúng ta hãy làm rõ hơn, đánh giá hơn về vấn đề về nó tác động đến cái mức độ cầu thận như thế nào. Ở đây cái màu xanh ở đây là những cái nhóm bệnh nhân mà sử dụng canagliflozin, đúng không ạ? Và cái nhóm màu vàng ở đây là nhóm bệnh nhân mà sử dụng nhóm bệnh nhân placebo. Thì chúng ta thấy rằng là gì, nếu như mà cái nhóm bệnh nhân mà nhóm placebo đó thì cái mức độ cầu thận mất khoảng là gì, là 4.59 ml trong một năm. Trong khi đó nếu như trong cái nhóm bệnh nhân mà sử dụng canagliflozin thì cái mức độ cầu thận nó chỉ giảm khoảng 1.85 ml trong một năm. Như vậy rõ ràng là chúng ta bảo tồn được khoảng 60% cái mức độ cầu thận năm. Và để làm cụ thể hơn thì chúng ta hãy thể hiện rõ hơn qua slide tiếp theo. Đây là bệnh nhân ở trong cái nghiên cứu, một bệnh nhân 63 tuổi, mức độ cầu thận là 56 ml/phút.
Và nếu như bệnh nhân được sử dụng bệnh nhân không được sử dụng canagliflozin, tức là thể hiện bằng cái màu vàng ở đây ạ, thì với cái tốc độ giảm mức lọc máu thận là 4,59 ml trong một năm, thì trong khoảng 10 năm bệnh nhân sẽ tiến triển đến bệnh thận mãn tính giai đoạn cuối, tức là cần phải bắt đầu cần cân nhắc lọc thận với cái mức lọc máu thận lúc đó xuống dưới 10 ml/phút. Tuy nhiên khi mà bệnh nhân được sử dụng cái canagliflozin thì với cái mức lọc máu thận chỉ giảm khoảng 1,85 ml trong một năm, tức là gì, như vậy là sau khoảng 25 năm thì bệnh nhân mới tiến triển thì bệnh thận mãn tính giai đoạn cuối, bệnh nhân mới cần phải lọc thận. Như vậy thì chúng ta sẽ kéo dài cái khoảng thời gian mà bệnh nhân cần thiết phải lọc thận là khoảng 15,1 năm. Đấy. Đó là cái lợi ích của vấn đề khi chúng ta sử dụng các thuốc chế đang dùng trong vấn đề trên ở những bệnh nhân mà đã có bệnh thận mãn tính ở đây, và cho thấy được gì là cái lợi ích trong vấn đề về bảo tồn chức năng thận cho bệnh nhân. Và khi mà đánh giá trên các cái biến cố về thận động, người ta quy gộp các cái thử nghiệm lại với nhau, thì bao gồm có các cái thử nghiệm về tim mạch cũng như là thử nghiệm về thận, là thử nghiệm về thận ở đây chuyên sâu về thận là Cradon, và các thử nghiệm tim mạch là Decreatine, Canvas, and Correct, thì người ta thấy một cái tính đồng nhất trong vấn đề về bảo vệ thận, nhưng mà gì, nhưng mà nó không có cái sự khác biệt giữa các cái nghiên cứu trong vấn đề bảo vệ thận của các thuốc chế ăn khư. Ở đây chúng ta thấy được cái chỉ số y bình phương bằng không ở đây. Vừa là đang khi đánh giá về các cái bệnh thận mãn tính giai đoạn cuối, rồi giảm chức năng thận, bệnh thận rồi là tỷ lệ tử vong do thận, nó cho thấy là cái nó không có cái sự khác biệt về cái kết quả về thận giữa các cái nghiên cứu thử nghiệm tim mạch cũng như là thử nghiệm Cradon. Và vậy khi đặc biệt là gì, khi người ta đánh giá trên các cái phân nhóm khác nhau theo cái mức albumin hiệu, theo các cái mức lọc máu thận khác nhau, ví dụ mức lọc máu thận từ trên 90, từ 90 đến 60, từ 45 đến 60, vân vân, hay là từ 30 đến 45, người ta đều cho thấy được cái lợi quả của thận nó là thống nhất, nhất quán giữa các mức lọc máu thận khác nhau, cũng như vậy giữa các cái mức albumin hiệu khác nhau cũng cho thấy được cái lợi quả về thận. Nếu như vậy thì rõ ràng là gì, có thể là các cái thuốc chế azido nó không những là tác động nó vào về thận, nó giảm các biến cố về thận ở những cái bệnh nhân mà đã có tổn thương thận, thậm chí ở những cái bệnh nhân mà khi mà cái chức năng thận làm tốt, nó cũng cho thấy được cái hiệu quả trong vấn đề về làm giảm dự phòng các biến cố về thận cho người bệnh đái tháo đường. Một cái điểm nữa mà chúng ta cần phải lưu ý, đấy là gì, là đối với bệnh nhân mà có bệnh thận mãn tính, tức là hiện nay bệnh thận mãn tính được coi tương đương với bệnh tim mạch sơ vữa, và phần lớn những cái người mà bị bệnh thận mãn tính sẽ chết về các cái biến cố tim mạch trước khi bệnh nhân được lọc thận. Thế thì liệu các cái thuốc chế azido này nó có bảo vệ được cái biến cố tim mạch, làm giảm biến cố tim mạch ở những cái bệnh nhân mà đã có bệnh thận mãn tính hay không? Thì qua các cái dữ liệu, ví dụ trên dữ liệu nghiên cứu Cradon, thì người ta thấy rằng là gì, nó cũng làm giảm các cái biến cố tim mạch chính, bao gồm có nhồi máu cơ tim tử vong, đột quỵ tử vong, cũng như là nhập viện do suy tim ở những bệnh nhân mà có bệnh thận mãn tính là như vậy. Rồi ngoài ra, ở gần đây hơn, một cái dữ liệu nghiên cứu của Dapagliflozin trong cái nghiên cứu DAPA-CKD, tức là nghiên cứu này đánh giá về cái tính hiệu quả cũng như an toàn của Dapagliflozin ở bệnh nhân mà có bệnh thận mãn tính nhưng mà có mà không có đái tháo đường. Thế đây chúng ta thấy rằng là gì, là nhóm dân số nghiên cứu bệnh nhân là mức lọc máu thận trung bình là khoảng 43 ml/phút và đã có albumin hiệu, nó chia ra hai nhóm, một nhóm là sử dụng Dapagliflozin 10 mg và một nhóm là sử dụng placebo. Thì cái tiêu chí chính ở đây là đánh giá về tiêu bao gồm cái tiêu chí cơ bản gì, là giảm trên 50% mức lọc máu thận này, thì là bệnh thận mà tiến triển đến bệnh thận mãn tính giai đoạn cuối, tỷ lệ tử vong do thận này, tỷ lệ tử vong do tim mạch. Và cái tiêu chí phụ ở đây thì bao gồm có cái tiêu chí chính cộng chung lại là tỷ lệ tử vong chung, cũng như là tiêu chí gộp của tỷ lệ tử vong tim mạch hay là nhập viện do suy tim. Thì người ta thấy rằng là gì, Dapagliflozin nó cũng làm giảm các cái biến cố thận và tim ở những bệnh nhân mà có bệnh thận mãn tính. Người ta thấy rằng là gì, mà dù là bệnh nhân có hay không có đái tháo đường thì Dapagliflozin so với placebo nó cũng làm giảm nguy cơ của suy thận, nó cũng làm giảm nguy cơ tỷ lệ tử vong tim mạch hay nhập viện do suy tim, và nó kéo dài cái khả năng sống sót cho người bệnh. Điều đó chứng tỏ thấy rằng là gì, là một lần nữa trên thêm một cái dữ liệu nghiên cứu về thận, đúng không, chuyên sâu về thận trên những bệnh nhân mà đã có tổn thương bệnh thận với mức độ thận giảm, với có cái albumin hiệu ở mức độ gọi là macroalbumin hiệu, thì các thuốc ức chế azido này, mà cụ thể ở đây là Dapagliflozin, nó không những là cho hay lợi trong vấn đề về bảo vệ thận, làm giảm biến cố thận như tương tự như nghiên cứu Cradon, nhưng đồng thời nó cho thấy cái hiệu quả làm giảm biến cố tim mạch do biến cố tim mạch trên những bệnh nhân mà có bệnh thận mãn tính vốn hay gặp, vốn rất hay xảy ra ở trên những cái đối tượng này. Thì một lần nữa thì cái thuốc này nó không những là nó làm giảm biến cố tim mạch trên những cái bệnh nhân chức năng thận tốt, mà thậm chí là trên những cái bệnh nhân mà đã có mức lọc máu thận suy giảm, nó cũng cho thấy được cái hiệu quả của nó. Nếu mà chúng ta nhìn lại về cái cơ chế bệnh sinh trong về bảo vệ thận thì nó như thế nào,
thì chúng ta hay nói đến bệnh nhân đài tháo đường type 2 với một cái bộ 8 cơ chế bệnh sinh, thì người ta thấy rằng là gì, là trên các cái tổn thương về thận nó có đến bộ 8 cơ chế bệnh sinh để tổn thương thận ở người đài tháo đường, ví dụ như tăng huyết áp, ví dụ như là hạ oxy, rồi là các cái rối loạn về các cái feedback ở cầu ống thận vân vân, rồi tình trạng tăng đường huyết, rồi là cái sự tăng trưởng có cái yếu tố tăng trưởng ở ống thận vân vân, vấn đề về gen có phi vân vân, thì người ta thấy rằng là gì, là các phụ chế estrogen nó tác động cho nên khoảng là khoảng ở đây là khoảng 6 trên 8 cơ chế này nó giải thích cái cơ chế bảo vệ thận của các phụ chế estrogen là như vậy. Nhưng mà chúng ta nhìn lại một cái bệnh nhân mà chúng ta tiếp xúc ban đầu, có thể là những bệnh nhân hồi ban đầu chỉ là đơn thuần là có các cái yếu tố nguy cơ tim mạch đúng không ạ, rồi sau đó thì là có cái bắt đầu có tổn thương về mặt cấu trúc, rồi là đưa đến các cái tổn thương các cơ quan đích, rồi là có thể tiến triển trong giai đoạn cuối. Thì chúng ta thấy rằng là từ các cái dữ liệu nghiên cứu lâm sàng chúng ta thấy rằng là gì, là các thuốc ức chế estrogen nó cho thấy nó bảo vệ thận ngay từ khi mà bệnh nhân và xin lỗi, nó bảo vệ, nó dự phòng biến cố tim và thận cho bệnh nhân đài tháo đường type 2 ngay từ khi bệnh nhân mới có các yếu tố nguy cơ cho đến khi mà bệnh nhân đã có các cái tổn thương với các cái cơ quan đích, đúng không ạ? Vì nó cũng cho thấy được cái hiệu quả của nó. Như vậy chúng ta thấy có một cái bảo vệ toàn diện cho người bệnh đái tháo đường từ lúc có các yếu tố nguy cơ cho đến các tổn thương cơ quan đích. Đấy, đấy cái vai trò của thuốc ức chế estrogen trong vấn đề về dự phòng cũng như là bảo vệ biến cố tim và thận cho bệnh nhân đái tháo đường. Do đó hiện nay thì cái thuốc chế estrogen nó không đơn thuần mà chỉ là cái thuốc cải thiện huyết, mà nó còn có cái thuốc cho cái chuyên ngành tim mạch, đúng không? Với vấn đề về điều trị làm giảm các biến cố tim mạch theo sơ vữa, làm giảm cũng như cơ nhập viện suy tim, cũng như là bảo vệ thận, đúng không? Thuốc trong cái chuyên ngành về thận tiết niệu, và đương nhiên trong cái chuyên ngành về chuyển hóa thì nó vẫn là một thuốc cải thiện huyết như vậy. Thế thì đây là cái tác động về đa cơ chế trong bảo vệ tim và thận, đúng không? Với tác động với các cái cơ chế làm giảm cơ nhập viện suy tim, nó cũng có rất nhiều cơ chế tác động đến sơ vữa, nó cũng có rất nhiều các cái cơ chế rồi là tác động để bảo vệ thận như đã trình bày trên. 6 đến 8 con cái cơ chế tác động trong vấn đề về bảo vệ thận cho người bệnh đái tháo đường. Nhìn chung đây là cái tác động đa cơ chế trong vấn đề về làm giảm cái biến cố tim thận cho người bệnh đái tháo đường. Thế thì hiện nay các cái khuyến cáo hiện nay về sử dụng các cái thuốc chế estrogen như thế nào? Thì nếu chúng ta nhìn lại về cách tiếp cận trong điều trị cho đái tháo đường cho bệnh nhân đó, thì nó đã có những sự thay đổi theo thời gian. Trước năm 2008 thì chúng ta làm sao mà cố gắng kiểm soát đường huyết cho bệnh nhân với HbA1c càng thấp càng tốt, đúng không? Nhưng từ năm 2008 thì bên cạnh cái kiểm soát đường huyết tích cực, chúng ta sẽ cân nhắc về vấn đề để làm sao để tránh cho bệnh nhân bị tăng cân, tránh cái nguy cơ hạ đường huyết cho người bệnh, vì chúng ta thấy rồi hạ đường huyết cũng làm gia tăng nguy cơ tử vong cho người bệnh. Tuy nhiên từ năm 2018 cùng với cái thuốc thế hệ mới ra đời như là ức chế estrogen, các cái thuốc đồng vận GLP-1 nó cho thấy rằng là gì, không những là nó an toàn trên tim mạch, nó làm giảm được hiệu quả, nhưng đồng thời nó làm giảm biến cố tim mạch và thận như là với thuốc ức chế estrogen mà em vừa chỉ bè trên, thì người ta đã đưa đến một cái sự thay đổi trong cái quan điểm tiếp cận điều trị. Đó là gì? Đấy là đầu tiên chúng ta tập trung cái quản lý cái nguy cơ toàn diện nguy cơ về tim mạch thận bằng các thuốc cải thiện huyết với các cái bằng chứng mà cho thấy được cái hiệu quả ngăn ngừa cũng như là tính an toàn của cái thuốc này. Do đó mà chúng ta đã thấy được một cái sự thay đổi trong cách tiếp cận. Đấy là gì? Chúng ta đầu tiên trước đây chúng ta tập trung vào vấn đề về đường máu của bệnh nhân, thì bây giờ chúng ta tập trung làm sao mà phải giảm được các cái biến cố tim mạch, biến cố thể thận cũng như là cái nguy cơ tử vong cho người bệnh. Đấy là gì? Đầu tiên là chúng ta sẽ can thiệp ba yếu tố, chúng ta sẽ kiểm soát tốt huyết áp, chúng ta sẽ kiểm soát tốt mỡ máu, và vấn đề về cân nặng, thay đổi về lối sống, cũng như là khi mà bệnh nhân có các cái chỉ định thì chúng ta sẽ cân nhắc sử dụng các cái thuốc mà nó cho thấy được này làm giảm các biến cố tim mạch, làm giảm biến cố thận cho người bệnh đái tháo đường. Đấy là các thuốc chế estrogen, đấy là các thuốc đồng vận GLP-1, và tất nhiên chúng ta vẫn cần phải giảm tốt HbA1c để ngăn ngừa biến chứng tim mạch cho người bệnh. Do đó cái thông điệp đưa ra đây là gì, là cái chuyện mà kiểm soát đường huyết và đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong vấn đề về ngăn ngừa các cái biến cố, các biến chứng cho người bệnh đái tháo đường. Nhưng cái quan trọng hơn là gì, chúng ta sẽ kiểm soát đường huyết đó như thế nào, chúng ta sử dụng các cái thuốc nào để làm giảm các biến cố tim mạch thận cũng như nguy cơ tử vong cho người bệnh, để đó đóng vai trò cực kỳ quan trọng, đúng không ạ? Và điều này nó có cái sự khác biệt, đó là gì, hiện nay cái khuyến cáo của hiện tại có cái sự đồng thuận về hiệp hội tim mạch châu Âu cũng như là hiệp hội nghiên cứu về đái tháo đường châu Âu trong cái tiếp cận bệnh nhân đái tháo đường thứ hai, đó là việc chúng đầu tiên là chúng ta cần phải phân tầng cái nguy cơ tim mạch cho người bệnh, đúng không ạ? Ví dụ ở đây chúng ta thấy rằng là gì, những bệnh nhân mà có nguy cơ tim mạch rất cao, đấy là những trường hợp mà gì, bệnh nhân đái tháo đường đã có bệnh tim mạch sơ vữa, ví dụ đái tháo đường gặp nhiều máu cơ tim, đúng không, nguy cơ tim mạch rất là cao, hoặc có cái tổn thương cơ quan đích
Ví dụ đơn thuần là gì? Có thể là các biến chứng thần kinh ngoại biên, đúng không ạ? Hoặc là bệnh nhân mà có lớn mà qua yếu tố nguy cơ tim mạch trở lên. Ví dụ như là đây là bệnh nhân mà có những tuổi tăng cao hoặc là tăng huyết áp hoặc là rối loạn lipid máu hay hút thuốc lá béo phì vân vân. Hoặc là đơn thuần cái nguy cơ cao đây là bệnh nhân đái tháo đường trên 10 năm mà chưa có tổn thương quan đích hoặc là có thêm bất kỳ một yếu tố nguy cơ tim mạch nào. Thế thì khi mà phân tầng nguy cơ tim mạch như vậy thì người ta sẽ có tiếp cận như thế nào? Thì ở đây nếu như trong trường hợp mà bệnh nhân đái tháo đường type 2 mà chưa điều trị thuốc gì nhưng mà đã thuộc cái nhóm nguy cơ là gì? Nguy cơ tim mạch, ví dụ như là bệnh nhân có bệnh tim mạch có sơ vữa hoặc là nó nguy cơ cao hay rất cao, tức là có tổn thương nhiều cơ quan đích hay là có đầy yếu tố nguy cơ, thì trong trường hợp này người ta sẽ ưu tiên sử dụng ngay các cái thuốc chế SGLT2 hay cái thuốc đồng vận GLP-1 chứ không phải metformin như là cái thuốc đầu tay mà chúng ta lựa chọn trước đây nữa. Còn trong trường hợp mà bệnh nhân mà đang sử dụng metformin rồi nhưng mà cũng thuộc cái nhóm nguy cơ tim mạch cao như là trình bày trên thì chúng ta có thể cân nhắc cho cái thuốc ức chế SGLT2 hay cái thuốc đồng vận GLP-1. Nhưng cái cân nhắc này nó đã độc lập với cái giá trị HbA1c ban đầu của bệnh nhân, nó độc lập với cái mục tiêu HbA1c cá thể hóa theo của từng bệnh nhân. Như vậy rõ ràng là gì? Người ta không, lúc đó người ta không còn quan tâm nữa cái giá trị HbA1c của bệnh nhân mà người ta cứ phối hợp thuốc vào để cuốn thuốc này vào để người ta thấy được cái lợi ích trong cơ thể để làm giảm cái khối tim mạch cũng như bình ổn thận cho người bệnh đái tháo đường. Và cái hiệp hội về năm 2020 thì là đã từ rất là lâu rồi và Hiệp hội Thận Quốc tế cũng đã đưa ra cái khuyến cáo vấn đề về lựa chọn thuốc cho những người bệnh nhân đái tháo đường có bệnh thận mạng. Trước đây người ta chủ yếu vấn đề là liên quan đến cái chuyện mà lựa chọn metformin, tuy nhiên nó cân nhắc theo cái mức độ thận, đây là cái first line, và hiện nay có thêm một cái thuốc mới, đấy là cái thuốc chế SGLT2 trong việc phối hợp với metformin để trong vấn đề làm giảm các cái biến cố về thận cũng như là các biến cố tim mạch trên những bệnh nhân mà có bệnh thận mãn tính mà đã trình bày trong cái dữ liệu nghiên cứu nói trên. Hoặc là khuyến cáo của Hiệp hội Đái tháo đường Mỹ năm 2021 thì người ta có một cái, người ta vẫn ưu tiên là metformin vẫn là một cái thuốc lựa chọn đầu tay. Tuy nhiên sau metformin ấy, thì người ta sẽ ưu tiên là người ta sẽ cân nhắc cái chuyện mà bệnh nhân có các cái chỉ định mà cần phải sử dụng các cái thuốc thế hệ mới chế SGLT2 hay các thuốc đồng vận GLP-1. Đấy là những cái thuốc mà ví dụ như là bệnh nhân mà đã có bệnh tim mạch có sơ vữa, đúng không ạ? Hoặc là những cái trường hợp mà có chỉ dấu nguy cơ cao, những cái trường hợp có chỉ dấu nguy cơ cao bệnh tim mạch sơ vữa, ví dụ như là những cái bệnh nhân mà tuổi từ 55 trở lên, đúng không? Có hẹp trên 50% động mạch vành, động mạch cảnh, động mạch ngoại biên, hoặc những người là bệnh nhân mà có phì đại thận trái, thì trong trường hợp này chúng ta cũng cần phải cân nhắc sử dụng các cái thuốc hạ đường huyết thế hệ mới hay vào. Hoặc là bệnh nhân mà có suy tim với phân số tuần máu giảm F dưới 45%, hoặc bệnh nhân mà có bệnh thận mãn tính. Và người ta cũng lưu ý rằng là gì, các cái cân nhắc mà sử dụng cái thuốc này nó độc lập với cái giá trị mức độ HbA1c ban đầu của người bệnh. Còn khi đó và khi mà cân nhắc những cái này xong thì có một số cái người ta sẽ cần phải cân nhắc thêm nữa khi mà phối hợp thuốc với metformin, đấy là cân nhắc về các yếu tố nguy cơ hại đường huyết cho bệnh nhân, đúng không ạ? Cân nhắc về liệu cần lưu cho nhập và chúng ta cần hạn chế vấn đề về hại đường huyết cho bệnh nhân thì chúng ta có thể lựa chọn các cái thuốc ức chế D4 đồng vận GLP-1 hay là các thuốc chế SGLT2 phối hợp với metformin hoặc là các thuốc TGD. Hoặc là đơn thuần nếu mà chúng ta cần ưu tiên về vấn đề về giảm cân hoặc là tránh tăng cân, chúng ta có hai cái thuốc có thể phối hợp vào với metformin, đấy là các thuốc đồng vận GLP-1 hoặc là thuốc ức chế SGLT2. Hoặc đơn thuần thì vấn đề về chi phí điều trị chẳng hạn, đúng không ạ, một cái chuyện đóng vai trò rất là quan trọng, thì chúng ta có thể cân nhắc SU hoặc là thuốc TGD phối hợp với metformin là như vậy. Tuy nhiên, như bất cứ một cái loại thuốc nào, khi mà sử dụng các thuốc chế SGLT2 trong điều trị cho bệnh nhân đái tháo đường thì chúng ta luôn luôn cân nhắc đến cái lợi ích và cái nguy cơ mang lại. Thế thì cái có một ở các những cái lợi ích thì em đã trình bày trên rồi, và đây thì lưu ý một số các yếu tố nguy cơ mà chúng ta sẽ cân nhắc cần phải sử dụng cân nhắc khi mà điều trị cho bệnh nhân. Đấy là gì? Đấy là cái nguy cơ về nhiễm khuẩn tiết niệu, nhiễm khuẩn hệ sinh dục, rồi là nhiễm nấm hệ sinh dục vân vân, rồi là nguy cơ về nhiễm xê tôn, đúng không? Hoặc là nguy cơ về cắt cụt cho bệnh nhân. Trong trường hợp này thì chúng ta luôn luôn cần phải cân nhắc, cần phải đánh giá những cái đối tượng bệnh nhân mà có các yếu tố nguy cơ này để chúng ta cần sử dụng có theo dõi thận trọng cho bệnh nhân. Và nó luôn luôn cân nhắc đối với các cái lợi ích của thuốc mang lại. Thì để kết thúc cho cái bài báo cáo ngày hôm nay thì em xin được đưa ra một số ý kiến như sau. ADA, Hội đồng đái tháo đường Mỹ năm 2021 đã đưa ra đến một cái gì? Trong cái tiếp cận lâm sàng cho bệnh nhân đái tháo đường cần phân tầng nguy cơ tim mạch, đúng không ạ? Cá thể hóa người bệnh, đúng không ạ? Cân nặng, hạ đường huyết, thì là chi phí điều trị.
với cái mục tiêu tối ưu làm sao mà chúng ta giảm được các cái dư hậu về cải thiện được các cái biến cố, giảm các biến cố về tim mạch, về thận, nhưng đồng thời chúng ta cũng cải thiện cái sự tuân thủ điều trị cho người bệnh, ngăn ngừa biến chứng và nâng cao cái chất lượng sống của người bệnh theo đường tiếp hai. Và với cái thuốc chữa cháy dư tu nó tác với một cái tác động đa cơ chế trên các cái cơ quan đích về tim, về thận và chuyển hóa, nó đã cho thấy rằng là gì, nó có lợi ích trong vấn đề về dự phòng tiên phát, về thứ phát các biến cố tim mạch thận, cũng như là nó cải thiện chuyển hóa qua các thử nghiệm tim mạch, cũng như là các thử nghiệm chuyên biệt trên các cái bệnh nhân mà đái tháo đường có biến cố về thận. Ở đây xin cảm ơn sự lắng nghe của quý thầy cô, các anh chị và các bạn đồng nghiệp.